Chào các bạn đã trở lại với kênh Net Media CCTV, chuyên mục tin học lớp 5 Thế giới logo rùa. Trong clip này, mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ đến các bạn một số câu lệnh và chúng ta sẽ kết hợp đó để tạo ra một cái hình trông khá là đẹp mắt. Đầu tiên thì mời các bạn nhìn lên màn hình xem cái hình mình đã kết hợp vẽ được đây. Ở đây mình dùng một câu lệnh khá là dài, tuy nhiên mình sẽ bóc tách cái câu lệnh này ra thành từng phần một và hướng dẫn cho các bạn hiểu. Sau đó mình sẽ ghép chúng lại với nhau để tạo ra được cái hình như trên màn hình các bạn thấy. Ok, chúng ta sẽ tiến hành nha. Chúng ta sẽ xóa màn hình lệnh bằng CT nè, xóa màn hình graphic bằng CS nè. Trong cái bài này á thì chúng ta sẽ dùng hai lệnh khá là đặc biệt một chút so với những cái clip trước mình chia sẻ, đó là cái lệnh Max. Max ở đây thì các bạn sẽ gõ là MAKE, có nghĩa là tạo cái gì đó. Thì ở đây chúng ta sẽ dùng Max cách một cái dấu nháy ít và cách một cái nữa là 5. Với câu lệnh này thì các bạn sẽ hiểu rằng chúng ta gán cái giá trị 5 cho biến ít. Ok, để các bạn thấy rõ thì chúng ta sẽ dùng một cái lệnh là FD 2.x. Lúc này các bạn hiểu 2.x là chúng ta sẽ gọi cái giá trị của x ra. Với câu lệnh này thì các bạn sẽ hiểu chú gùi của chúng ta sẽ đi được một đoạn là 5. Bởi vì lúc này các bạn biết là x được gán giá trị bằng 5 ha. Mình enter. Đó, thì các bạn sẽ thấy chú gùi đi được một đoạn rất là ngắn. Còn nếu các bạn muốn dài hơn thì các bạn sẽ dùng x gán cho 50. Và chúng ta sẽ dùng cái lệnh CS phía trước để xóa màn hình graphic trước nè. Bây giờ enter. Đó, các bạn sẽ thấy chú gùi của chúng ta sẽ đi được một đoạn là 50. Ok. Và trong bài tập hôm nay thì nó có thêm một cái câu lệnh nữa gọi là lệnh for. Lệnh for thì dùng để lặp lại một số lần khi một cái biến chạy từ điểm đầu và đến điểm cuối. Sẽ dùng lệnh CS xóa màn hình graphic đây. Mình sẽ viết cái hàm for và phân tích cho các bạn biết nha. Đầu tiên là for nè. Rồi, mở ngoặc vuông ra. Đóng ngoặc vuông lại. Ở phía sau nó là thêm mở mặt vuông ra, đóng ngoặc vuông lại. Thì ở cái mở và đóng cái mặt vuông đầu tiên, đó là cái điều kiện. Thì ở đây chúng ta đặt điều kiện x sẽ chạy từ giá trị 1 cho đến là 150. Mỗi lần đó x sẽ tăng lên một đơn vị. Và phía sau này nè thì nó thực thi cái lệnh gì? Ở đây chúng ta sẽ cho chú rùa vẽ một cái đường có độ dài bước là x. Nhớ là có dấu 2.x, có nghĩa là gọi giá trị của x nha các bạn. Rồi sau đó chúng ta quay một góc là 150 độ chẳng hạn. Với câu lệnh này thì các bạn sẽ hiểu như sau. Ở cái lần lặp đầu tiên thì x sẽ được gán giá trị là 1. Và khi x bằng 1 rồi thì nó sẽ thực thi cái nhóm lệnh phía trong cái dấu ngoặc vuông thứ hai. Có nghĩa là chú rùa sẽ đi một số bước x và quay một góc là 150 độ. Nó sẽ quay vào lại vòng lặp thứ hai, khi đó x sẽ tăng lên một đơn vị là 2. Lúc này x bằng 2 thì chú rùa tiếp tục đi một bước là 2 và quay một góc 150 độ. Cứ tiếp tục như vậy, khi nào x nó gán đến giá trị 150, chú rùa lúc đó sẽ đi một bước là 150 và quay một góc 150 độ thì nó sẽ dừng lại. Và chúng ta sẽ thấy được rằng cái dòng for này nó sẽ vẽ ra một cái hình như thế này. Đó. Như vậy ở đây chúng ta đã có được hai cái hàm mà cần lưu ý trong cái hình vẽ này. Tiếp theo mình sẽ viết một cái thủ tục vẽ cái hình ban đầu nha. Rồi để viết thủ tục thì các bạn biết rồi, chúng ta sẽ dùng lệnh là edit cách một cái hai dấu nháy. Rồi cái tên thủ tục ở đây mình sẽ viết tên thủ tục là vẽ hình, enter. Thì lúc này vô cái màn hình lệnh để chúng ta viết lệnh. Viết lệnh thì chúng ta sẽ viết ở chính giữa hai cái từ to và từ end. Đó. Thì đối với cái lệnh này đầu tiên thì chúng ta sẽ dùng lệnh CS để xóa màn hình graphic trước ha. Rồi,
Tiếp tục chúng ta sẽ dùng cái câu lệnh là set PC, có nghĩa là set fan color. Ở đây mình set là 4 màu đỏ. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng hàm max để gán cho biến x giá trị là 1. Và sau đó là một dòng lập dùng lệnh repeat 150 lần. Ở trong lệnh repeat 150 lần này, mình cho chú rùa đi tới một đoạn là x. Bạn dùng dấu 2 chấm và x, nghĩa là lấy giá trị của biến x ra. Sau đó chúng ta quay phải một góc là 89 độ. Sau đó chúng ta sẽ gán lại cho cái biến x bằng x cộng 1. Ok, như vậy là chúng ta đã xong cái vẽ cái hình bằng cái lệnh repeat 150. Sau đó mình sẽ dùng cái lệnh là set PC2 để chúng ta set lại cái màu cho chú rùa. Chúng ta sẽ vẽ tiếp một cái hình, trong khi ở trên là dùng hàm repeat thì phía dưới này chúng ta sẽ dùng hàm for nha các bạn. For x đi từ 1 cho đến 150. Và chúng ta sẽ thực hiện công việc sau. Cho chú rùa đi tới một đoạn là x, 2 chấm x là lấy giá trị của x đó. Sau đó chúng ta quay phải một góc là 89 độ. Các bạn chú ý, ở trong cái thủ tục này chúng ta đã dùng hai cái lệnh repeat và lệnh for, đều là vòng lặp để vẽ hình. Hai cái lệnh khác nhau nhưng mà cái hình vẽ thì nó gần giống như nhau. Mình sẽ dùng một cái lệnh quay ở chính giữa để chúng ta thấy rõ hai lần vẽ của hai cái lệnh này. Đây mình quay 10. Ok, xong xuôi thì chúng ta sẽ save lại và exit. Sau đó mình CS xóa màn hình graphic. Mình gọi tên thủ tục là vẽ hình. Enter. Đó thì các bạn sẽ thấy hai hình vẽ màu đỏ và màu xanh này nó giống như nhau, nhưng mà chúng ta lại dùng hai cái lệnh hoàn toàn khác nhau. Trong khi cái hình màu đỏ thì chúng ta sẽ dùng lệnh repeat 150 lần. Còn cái hình màu xanh này chúng ta sẽ dùng lệnh là for, cũng là 150 lần. Để đổi màu thì các bạn có thể đổi lại thông số. Và mình chạy lại cái thủ tục này. Đó. Như vậy ở trên đây mình vừa chia sẻ đến các bạn hai cái lệnh cũng khá mới. Đó là lệnh max dùng để gán giá trị cho một biến, và lệnh for. Clip đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.